Jadon Sancho, từng là viên ngọc quý của bóng đá châu Âu, đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Chelsea theo một bản hợp đồng cho mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt từ 20 đến 25 triệu bảng. Đây có thể coi là cú sốc lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. MU đội bóng từng chi 73 triệu bảng để có được Sancho từ Dortmund, giờ đây phải bán tháo ngôi sao người Anh sau khi anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao và mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Sancho đến MU với kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng giá nhất Premier League, nhưng mọi thứ lại diễn ra không như mong đợi. Trong 3 mùa giải tại Old Trafford, Sancho chỉ có 83 lần ra sân, ghi 12 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Sự sa sút phong độ cùng với những rắc rối ngoài sân cỏ đã biến anh trở thành bản hợp đồng thất bại trong mắt người hâm mộ Quỷ Đỏ. Với mức lương 250.000 bảng mỗi tuần, Sancho trở thành gánh nặng tài chính cho MU, buộc đội bóng phải chấp nhận bán lỗ anh cho Chelsea. Tuy nhiên, chuyển đến Chelsea có thể là cơ hội để Sancho làm lại sự nghiệp. Huấn luyện viên Enzo Maresca đã công khai sự ngưỡng mộ và mong muốn có Sancho trong đội hình. Điều này có thể sẽ tạo động lực giúp cầu thủ 24 tuổi tìm lại phong độ đỉnh cao.